Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Parsirason. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Parsirason cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pasirason Bromhexin Công dụng, chỉ định Tan chất nhảy trong hen, viêm phế quản, giãn phế quản, viêm nhiễm tài mũi họng. Liều dùng Người lớn 8mg, 3 lần một ngày, tối đa 48mg một ngày. Trẻ 6 đến 14 tuổi, một viên, 3 lần một ngày. 2 đến 6 tuổi, 1/2 phần 2 viên, 3 lần một ngày. Dưới 2 tuổi, 1/4 viên, 3 lần một ngày. Chống chỉ định. Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Có thai, cho con bú. Loét tiêu hóa. Thận trọng. Lượng chất tiết quá nhiều. Tác dụng không mong muốn. Buồn nôn thoáng qua, nôn, đau thượng vị, tiêu chảy nhức đầu, chóng mặt, vù, nổi ban, tăng men gan. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Passirason, đồng thời biết cách sử dụng Passirason, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham